Chào các em. Chào mừng các em quay trở lại với buổi học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta cùng quay trở lại với buổi học Hôm nay chúng ta cùng đến với bài học Trong lòng mẹ của tác giả Nguyên Hồng. Một, đọc tìm hiểu chung. Một, đọc. Hai, chú thích. A, tác giả tác phẩm. Tác giả: em hãy nêu những hiểu biết của mình về nhà văn Nguyên Hồng. Nhà văn Nguyên Hồng sinh năm 1918, mất năm 1982. Quê quán: sinh ra ở Nam Định nhưng sống chủ yếu ở Hải Phòng. Cuộc đời khổ cực vất vả nên ông gần gũi với người lao động, hiểu và thông cảm với họ. Sự nghiệp là cây bút đặc sắc và độc đáo của văn học Việt Nam hiện đại. Phong cách nghệ thuật là nhà văn của phụ nữ, nhi đồng và những người cùng khổ. Tác phẩm chính: Bỉ Vỏ, Những Ngày Thơ Ấu, Cửa Biển, Tập Thơ Trời Xanh và những nhiều tập truyện ngắn khác. Đây là những tác phẩm mà nhà văn Nguyên Hồng sáng tác. Còn nếu tác phẩm Bỉ Vỏ là tác phẩm làm nên tên tuổi của Nguyên Hồng. Tác phẩm Những Ngày Thơ Ấu là tập hồi ký, truyện gồm có 9 chương, viết về tuổi thơ cay đắng của chính Nguyên Hồng. Xuất xứ trích từ chương 4 hồi ký Những Ngày Thơ Ấu. Bề từ khó. Ba thể loại: hồi ký tự truyện, biểu cảm. Hồi ký là thể văn ghi chép, kể lại những hồi ức, biến cố đã xảy ra trong quá khứ mà tác giả đồng thời là người kể, người tham gia và là người chứng kiến. 4. Bố cục gồm có 2 phần. Phần 1. Từ đầu đến hỏi đến chứ, cuộc trò chuyện giữa người cô và chú bé Hồng. Phần 2 còn lại, niềm hạnh phúc vô bờ của chú bé Hồng khi được gặp mẹ. Hai la mã: đọc hiểu văn bản. Một, cuộc đối thoại giữa bà cô và bé Hồng. Làm việc cá nhân 8 phút. Nhân vật người cô trong cuộc đối thoại với chú bé Hồng được tác giả thể hiện như thế nào? Hoàn thành bảng sau để thấy rõ điều đó. Lời thoại bà cô bé Hồng 1 2. Lời 1. Bà cô cười hỏi: Hồng, mày có muốn vào Thanh Hóa chơi với mẹ mày không? Bé Hồng trả lời: toàn trả lời có, nghĩ đến sự hiền từ của mẹ và cảnh thiếu thốn tình cảm, cúi đầu không đáp, nhận ra ý nghĩa cay độc, nét mặt cười rất kịch của cô, cười và từ chối, hiểu giáp tâm tanh bẩn của cô. Không, cháu không muốn vào, cuối năm thế nào mợ cháu cũng về.
Lời hai. Bà cô ngọt ngào hỏi, sao lại không vào? Mợ mày phát tài lắm, có như dạo trước đâu. Hai con mắt long lanh nhìn Hồng chằm chằm. Bé Hồng trả lời, im lặng cúi đầu, lòng thắt lại, khóe mắt đã cay cay. Lời ba. Bà cô vỗ vai cười nói, mày dại quá, cứ vào đi, tao chạy cho tiền tàu. Vào mà bắt mợ mày may vá sắm sửa cho và thăm em bé chứ. Cố ý ngân dài hai chữ em bé. Về phần bé Hồng, nước mắt ròng ròng rớt xuống hai bên mép, rồi chan hòa đầm đìa ở cằm và ở cổ. Hai tiếng em bé xoáy chặt lấy tâm can, cười dài trong tiếng khóc. Lời 4. Bà cô tươi cười kể sự đói rách, thiếu thốn của chị dâu và tỏ ý thương xót anh trai. Cổ họng của bé Hồng nghẹn ứ khóc không ra tiếng, suy nghĩ. Giá những cổ tục mới thôi. Qua đó cho chúng ta thấy là bé Hồng này rất cuộc sống rất cực khổ và vất vả. Các em về làm lại bài tập và suy nghĩ lại những cách đối thoại. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại vào tiết học tiếp theo. Chào các em.